Mới đây, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 76 KLTU về tình hình thực hiện nghị quyết số 41 NQTU của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đánh giá, thời gian qua Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển mới, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 76 KLTU, đưa ra những chủ trương quyết sách lớn, phát huy những tiềm năng thế mạnh của đất nước nói chung và của ngành dầu khí nói riêng. Đây là những định hướng chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển ngành dầu khí Việt Nam, tạo động lực mới và mở ra không gian phát triển mới cho ngành dầu khí, để ngành dầu khí vượt qua các thách thức và phát triển bền vững.